Chào ngày mới quý vị và các bạn. Theo đà dồn xuống của không khí lạnh mạnh thì sáng ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của miền Bắc có mưa rào ngắt quãng. Mưa kết hợp với gió đông bắc thổi mạnh khiến cho nhiệt độ hạ nhanh. Thấp nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi là từ 13 đến 16 độ, thậm chí là những nơi núi cao nhiệt độ còn dưới 12 độ. Đây cũng chính là ngày mà nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt rét đầu tiên của năm nay. Với dự báo như vậy thì quý vị nên chuẩn bị sẵn áo ấm và khăn choàng để có thể giữ ấm cho cơ thể. Bên cạnh đó thì thời gian đi làm, đi học lại trùng với khoảng mưa vào buổi sáng. Vậy nên là quý vị hãy lưu tâm lựa chọn những áo mưa bộ gọn gàng để có thể vừa tránh ướt cho cơ thể lại đảm bảo được an toàn khi mà di chuyển. Chúc quý vị có một ngày mới an toàn và vui vẻ.